Xin chào tất cả quý vị khán giả đang theo dõi Tin Sáng 30 giây và xin được gửi lời chào đến chị Xuân Ngọc. Và thưa tất cả quý vị, như câu chuyện mà chúng tôi đã nói ở phần đầu chương trình ngày hôm qua, một vấn đề mà rất nhiều người dân quan tâm, đặc biệt đó là người dân thủ đô, đó chính là câu chuyện về giấy đi đường đối với người dân thủ đô. Và nó đã gây ra một cái vấn đề rất là lớn, một cái sự phiền toái cho người dân khi mà xuất hiện ở những cái điểm chốt chặn phòng chống dịch Covid-19 thì đã phải rất đông người tụ tập lại đó, thì rất là dễ dẫn đến cái việc là lây lan chéo dịch bệnh Covid-19 trong cộng đồng. Và quý vị cũng thấy rằng là điều đó nó gây phiền toái rất lớn đối với những người dân ở thủ đô. Và rõ ràng là với những cái việc mà nó có chút xíu bất cập và nó không có được dễ dàng trong cái việc tiếp cận của người dân, thì chúng ta cũng phải nên có một cái cách xử lý và điều chỉnh. Và chỉ sau một ngày thôi thì ở Hà Nội cũng đã có những cái quy định cụ thể hơn, đó là quy định về việc siết việc cấp và sử dụng giấy đi đường. Thành phố Hà Nội cũng đã điều chỉnh theo hướng là giảm bớt giấy tờ và bên cạnh đó là tăng cường xử lý trực tuyến. Đây là một thông tin mà chúng tôi cũng muốn chia sẻ với tất cả quý vị. Dạ vâng, đúng vậy thưa anh, như vậy là chúng ta sẽ được giảm bớt một số các loại giấy tờ bao gồm lịch trực, lịch làm việc, văn bản phân công nhiệm vụ của cơ quan so với quy định ban hành trước đó, thì đây có thể được xem giống như là một cái bài học kinh nghiệm ở cho các địa phương, là trước khi mà chúng ta quy định một cái điều gì đó thì chúng ta cũng nên nhìn nhận vào tình hình thực tế trong công tác chống dịch của địa phương ở thời điểm hiện tại. Và đến với một vấn đề được quan tâm rất lớn ngay lúc này tại thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta, đó chính là việc từng người từng ngày với những lượt tiếp cận về vaccine Covid-19. Không biết rằng tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình ngày hôm nay, quý vị đã được tiêm vaccine chưa ạ? Nếu mà chúng ta được tiêm rồi thì đó là một may mắn. Và tôi cũng nghĩ rằng là có những vị khán giả theo dõi chương trình ngày hôm nay, có những vị khán giả đã được tiêm một mũi, có những người đã được tiếp cận trọn vẹn hai mũi vaccine. Và tuy nhiên thì cũng sẽ có những vị khán giả là chúng ta chưa được tiêm vaccine mũi nào. Và tôi nghĩ rằng là nếu mà quý vị có được cái cơ hội tiếp cận vaccine thì hãy nhanh nhất có thể tiếp cận với nó quý vị nhé, để bảo vệ sức khỏe cho chính mình cũng như là sức khỏe của cộng đồng. Và quý vị cũng thấy rằng là trong nỗ lực gấp rút để giúp cho người dân thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta tiếp cận với vaccine, thì trong khoảng thời gian vừa qua thì thành phố cũng đã tiêm được hơn 4 triệu liều vaccine cho người dân. Và ngay lúc này thì chỉ còn khoảng là gần 500.000 liều vaccine đang được gấp rút tiêm chủng. Thế thì quý vị cũng thấy rằng là để đạt được cái mục tiêu là miễn dịch cộng đồng trong khoảng thời gian tháng 8 này, đây thực sự là một cái áp lực rất lớn đối với thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta khi chúng ta phải liên tục tiếp cận được với những cái nguồn cung vaccine thời điểm hiện tại. Và trong đó thì Bộ Y tế cùng với là nhà sản xuất đã có một cái chia sẻ cụ thể rằng là trong cái khoảng thời gian là trước ngày 15 tháng 8 thì ở Việt Nam của chúng ta sẽ có thêm được 1 triệu liều vaccine AstraZeneca. Bên cạnh đó thì trong khoảng thời gian là tháng 8 và tháng 9 này đó thì chúng ta sẽ nhận được cụ thể là 2,6 triệu liều vaccine Pfizer. Vâng ạ, và hy vọng rằng là ngay lúc này đây thì chính phủ sẽ tiếp tục cấp tập phân bổ vaccine về cho thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta đang trong lúc là rất nóng bỏng để vào phòng chống dịch bệnh Covid-19 như thế này. Và quý vị ơi, lần này thì một lần nữa Huy muốn nói đến, nếu tất cả quý vị chúng ta đang ở các địa phương có được cơ hội tiếp cận với vaccine thì quý vị hãy nhớ tranh thủ quý vị nhé, tiếp cận với vaccine để bảo vệ sức khỏe cho chính mình cũng như là cho cộng đồng. Còn đối với vấn đề thời tiết thì không biết sẽ như thế nào đây thưa chị Xuân Ngọc, thời tiết của ngày hôm nay và những ngày sắp tới ra sao? Và tôi được biết rằng là hình như có những cái ảnh hưởng về áp thấp nhiệt đới và kiểu như là mưa bão xuất hiện trên Biển Đông đúng không ạ? Dạ vâng, thưa anh Quang Huy cũng như là thưa quý vị khán giả, quay trở lại với tình hình thời tiết thì Xuân Ngọc xin được phép cập nhật chung đến quý vị là ngay tại thời điểm hiện tại thì tại khu vực Trung Bộ lại tiếp tục tiếp diễn cái tình trạng nắng nóng, và cái tình trạng này có thể là kéo dài trong vài ngày nữa. Người dân cũng lưu ý tới các nguy cơ hỏa hoạn cũng giống như là tình trạng mất nước kiệt sức là do tiếp xúc với ánh nắng quá lâu. Và trái lại với lại cái tình hình thời tiết tại Trung Bộ thì trong khi đó tại khu vực Bắc Bộ lại đang đón nhận những cái cơn mưa rất là to, và thời điểm mưa to nhiều nhất là vào về chiều tối và đêm. Và trong cái cơn mưa này thì mọi người dân cũng nên lưu ý các cái nguy cơ về sạt lở cũng giống như là ngập úng. Và bên cạnh đó thì chúng ta cũng nên lưu ý tới các cái dấu hiệu giống như là mưa lớn sẽ xuất hiện nhiều ngày ở vùng thượng lưu, sau đó là nước sông, nước suối sẽ chuyển sang màu vàng đục và có cái âm thanh lạ ở trong dưới lòng đất. Và khi mà chúng ta gặp phải những cái dấu hiệu này thì người dân cũng lưu ý là chúng ta sẽ sơ tán ra khỏi khu vực để mà tránh những cái trường hợp ảnh hưởng nặng đến với lại gia đình của chúng ta. Còn về thông tin chi tiết như thế nào thì Xuân Ngọc xin được phép cũng như thông thường sẽ cập nhật đến quý vị sau cuối bản tin ngày hôm nay. Mời quý vị cùng đón xem. Vâng, cảm ơn Xuân Ngọc và hẹn gặp lại bạn ở phần cuối chương trình với những thông tin đáng lưu ý về thời tiết. Còn bây giờ thì tôi sẽ vào phim trường và gặp gỡ với chị Tú Trinh. Hẹn gặp lại nhé.
Nội dung đáng chú ý, vấn đề an ninh quốc gia giữa hai nước Mỹ và Trung Quốc ngày càng leo thang vượt bậc. Mỹ cảnh báo rằng các thiết bị từ hãng Huawei đang gặp những thách thức nghiêm trọng, có thể đẩy các đối tác của hãng công nghệ Trung Quốc này vào tình thế khó khăn. Sau một thời gian tương đối yên tĩnh, thì hơn một tháng trở lại đây, tình hình dịch Covid-19 ở Thái Lan lại trở nên căng thẳng. Số ca nhiễm mới phát hiện tăng vọt từ vài chục ca lên hơn hàng trăm ca mỗi ngày. Tại sao chính sách khí hậu của Trung Quốc mang tính sống còn với cả toàn thế giới? Trong bối cảnh dịch bệnh lây lan nhanh tại thành phố Hồ Chí Minh, việc ngồi đếm thành phố ghi nhận thêm bao nhiêu ca mới đã không còn quá quan trọng. Thay vào đó, thành phố đã thay đổi trọng tâm, chuyển hướng, lập nhanh các khu cấp cứu dã chiến để điều trị cho bệnh nhân. Ghi nhận từ Tin Sáng 30 giây. Nhanh chóng tiếp nhận bệnh nhân Covid từ các nơi trong thành phố gửi về. Chậm tay vào di sản, tuyệt kỹ nghệ thuật biến diện tứ xuyên Trung Hoa. Ở dưới chân núi Nga Mi của tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, nơi hợp lưu của ba con sông Mân, Thanh Y và Đại Độ có một ngọn núi tên là Lăng Vân. Trên vách núi dựng đứng có pho tượng Phật được tạc vào vách đá cao hơn 71m và bờ vai rộng 21m được cho là pho tượng Phật kỳ vĩ nhất thế giới. Đại Phật ngồi ngay ngắn đối diện với núi Nga Mi, cúi nhìn ba sông, đầu khắc trên núi, chân đạp xuống bờ sông, tạo hình hùng vĩ, tư thế trang nghiêm. Pho tượng Lạc Sơn Đại Phật linh thiêng này cũng gắn với rất nhiều câu chuyện huyền bí. Truyền rằng ở ngã ba sông, nơi hợp lưu của ba con sông, có dòng nước dữ khiến cho tàu bè qua lại gặp nạn không rõ nguyên nhân. Trước tình hình ấy, thì Hòa Thượng Hải Thông đã khởi xướng xây dựng bức tượng Phật trên với hy vọng Đức Phật có thể thuần hóa dòng nước chảy dữ dưới chân núi. Năm 723, công trình tượng Phật bắt đầu được khắc vào núi đá Lăng Vân, phải mất đến 90 năm tượng Phật mới hoàn thành. Kể từ đó, dòng nước trở nên hiền hòa hơn và không bao giờ dâng lên cao hơn bàn chân của Đức Phật. Và theo các chuyên gia thì trong quá trình tạc pho tượng Lạc Sơn Đại Phật, đá thừa được vứt xuống dòng sông đã làm thay đổi dòng chảy của nước. Như vậy, cuộc sống mưu sinh của người dân tại khu vực này thuận lợi hơn nhiều. Kỳ thực, tượng Lạc Sơn Đại Phật mang hình tượng của Phật Di Lặc, bởi vì trong Phật giáo có giảng độ nhân, độ con người khỏi biển khổ và đến bến bờ bình an. Nên tượng Phật Di Lặc tạc tại nơi sông nước như vậy, một công trình hùng vĩ như vậy, ngoài mang đến bình an cho con người địa phương, còn mang ý nghĩa rất đặc biệt. Vào năm 1996, UNESCO công nhận núi Nga Mi, bao gồm cả khu vực có tượng Lạc Sơn Đại Phật vào danh sách di sản thế giới. Vâng ạ, xin chào chị Tú Trinh. Chào Quang Huy. Vâng ạ, và ngày mới bình an với tất cả quý vị ạ. Và quý vị thân mến, chúng ta đang trải qua những ngày vô cùng đặc biệt, nhẫn nại, đồng lòng, sẻ chia, thương cảm và đâu đó là cả xót xa nữa. Bao nhiêu cung bậc cảm xúc cứ thế dào dạt trong cái thời gian mà cả nước đang phải đương đầu với dịch bệnh cam go, chưa bao giờ như lúc này thưa quý vị. À, đúng vậy Quang Huy, và thưa quý vị, chưa bao giờ mà câu chuyện về người đi kẻ ở, chuyện về người còn người mất được chia sẻ nhiều như lúc này. Và giữa tâm dịch, giữa một thành phố có cái tốc độ lây lan dịch bệnh một cách khó lường như hiện tại, thì có ai dám chắc được là mình sẽ hoàn toàn là an toàn, và ai cũng có thể là F0, cũng như gia đình nào cũng có thể có những F0. Và với nhiều người thì sự hoang mang lo lắng đã ập đến khi trớ trêu thay mỗi thành viên trong cùng một gia đình lại phải cách ly mỗi người một nơi khác nhau. Và chúng ta thấy hình ảnh của những cháu nhỏ còn chưa chập chững, hay là hình ảnh của những em bé chơi vơi một mình đứng bên vệ đường trong bộ đồ bảo hộ để chờ xe đến đón vào khu cách ly. Và những hình ảnh như vậy thì không khiến cho người ta quặn lòng thắt nghẹn. Vâng ạ, và còn đối với những người lớn hơn như là ông bà cha mẹ của mình trở nặng ở những khu cách ly điều trị vì mang bệnh nền ở trong người, hay là những mối liên kết giữa người với người, giữa những thành viên trong gia đình với nhau gần như là bị đứt gãy. Vậy thì làm sao để có thể kết nối với người thân của mình và không để mất dấu? Đây thực sự là một cái vấn đề mà tôi nghĩ rằng nan giải ngay lúc này, bởi vì số ca nhiễm và đặc biệt là vào khu điều trị ngày một nhiều, và hẳn là nhân viên y tế với những áp lực quá lớn thì sẽ không thể nào thay chúng ta chăm sóc cho người thân của mình được. Tình huống này thì ai cũng có thể gặp phải cả, và hơn lúc nào hết, ngay lúc này đây thì đừng bao giờ để mối liên kết này đứt gãy, ngay cả những khi mà chúng ta vẫn ngồi đây và cùng nhau từng ngày vượt qua giai đoạn khắc nghiệt nhất quý vị nhé. Và hẳn là nhiều người từ trong những quắc quay của khốn khó đó và trong những cái nghịch cảnh như vậy cũng đã cảm nhận được sâu sắc cái nghĩa của câu vô thường. Vậy nên một ngày thức giấc còn thấy được nhau là còn thấy bình an và sự sẻ chia, và hãy yêu thương nhau nhiều nhất có thể quý vị nha. Thì
Đến với bản tin giờ quốc tế, thưa quý vị, theo phát ngôn viên Nhà Trắng, trong chuyến thăm tới Brazil vào tuần qua của Cố vấn An ninh Quốc gia Jack Sullivan, Washington đã hối thúc nước chủ nhà từ bỏ việc sử dụng các thiết bị từ hãng Huawei của Trung Quốc cho mạng viễn thông 5G. Tuy nhiên, thì phía Brazil đã từ chối đưa ra quyết định cuối cùng. Và thời gian qua, có nhiều thông tin cho thấy Trung Quốc đã yêu cầu Brazil, quốc gia lớn nhất Mỹ Latin, phải mở cửa nhiều hơn như thị trường viễn thông 5G cho các doanh nghiệp Trung Quốc để đổi lấy việc hợp tác phòng chống COVID-19, cũng như nhận được các lô vaccine viện trợ từ Trung Quốc. Năm 2019, Washington đã đưa Huawei vào danh sách đen, cấm tập đoàn này làm ăn với các công ty Mỹ và cấm các cơ quan chính phủ Mỹ mua thiết bị của Huawei lấy lý do về an ninh quốc gia. Các thiết bị của Huawei có thể có những phần mềm gián điệp đi kèm, gây nguy hiểm cho mạng lưới an toàn thông tin. Chính phủ cánh hữu của Tổng thống Bolsonaro đã ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump mạnh mẽ. Tuy nhiên, COVID-19 xuất hiện, sự phụ thuộc vào Trung Quốc, nhất là về thương mại, đầu tư và trang thiết bị y tế, đã khiến Tổng thống Bolsonaro đổi ý. Được biết là trong chuyến đi vừa rồi, Cố vấn An ninh Quốc gia Jack Sullivan cũng đã hối thúc cả Argentina tránh xa các thiết bị của Huawei. Ông cũng đã nêu ra một số khả năng có các công ty Mỹ có thể rằng là giúp hai quốc gia này phát triển mạng viễn thông của riêng mình. Thông tin thắt chặt ngoại giao, thưa quý vị, Tổng thống Mỹ Joe Biden trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga mới đây cho biết là ông muốn gửi một lời chúc mừng nhiệt liệt nhất tới đất nước mặt trời mọc và nhân dân của mặt Nhật Bản vì đã tổ chức thành công Olympic giữa muôn trùng khó khăn do COVID-19 gây ra. Và ông Biden cũng khẳng định rằng là Mỹ sẽ tiếp tục trợ giúp cho Nhật Bản tổ chức Paralympics như là kỳ Olympic vừa rồi. Paralympics dự kiến sẽ khai mạc vào ngày 24 tháng 8 tới đây. Ngoài ra thì ông Biden cũng đã chúc mừng các vận động viên Nhật Bản đã đạt được những thành công phi thường khi xếp thứ 3 toàn đoàn. Đây là một điều vô cùng ấn tượng. Olympic Tokyo 2020 khai mạc vào ngày 23 tháng 7 và kết thúc vào ngày 8 tháng 8. Đây là kỳ Thế vận hội gây tranh cãi nhiều nhất khi diễn ra trong bối cảnh COVID-19 hoành hành nghiêm trọng ở trong và ngoài Nhật Bản. Thành công lớn nhất của nước chủ nhà là đảm bảo an toàn được cho các vận động viên. Không có trường hợp lây nhiễm nghiêm trọng nào khiến cả đội tuyển phải về nước hoặc đi cách ly. Theo một cuộc khảo sát gần đây của báo Yomiuri, có đến 64% người dân Nhật nói cảm thấy tự hào về kỳ Olympic vừa rồi. Con số cao hơn rất nhiều so với 28% có cái nhìn tiêu cực. Bất chấp việc Olympic thành công ngoài mong đợi, uy tín của Thủ tướng Suga tiếp tục xuống thấp. Theo một cuộc khảo sát mới nhất, lần đầu tiên ông Suga nhận được tín nhiệm dưới 30%, là mức thấp nhất kể từ khi làm Thủ tướng vào tháng 9 năm ngoái. Trong những ngày vừa qua, Thái Lan đã báo cáo kỷ lục trung bình gần 20.000 trường hợp nhiễm virus corona, nâng tổng số trường hợp của cả nước lên hơn 600.000 ca. Và quốc gia này cũng đã báo cáo thêm 178 trường hợp tử vong mới trong ngày thứ Bảy, và cũng là một kỷ lục của hàng ngày, nâng tổng số người tử vong lên 4.857 người. Vào tuần trước, thì Thủ tướng Prayut Chan-o-cha đã thông qua luật trừng phạt những ai phổ biến thông tin về đại dịch COVID-19 để gây ra nỗi sợ hãi, ngay cả khi thông tin đó là sự thật, với mức án lên đến 2 năm tù giam. Trong bối cảnh chính phủ của ông Prayut đang bị chỉ trích về cách quản lý chiến dịch tiêm chủng. Tuy nhiên, một tòa án ở Bangkok mới đây đã đình chỉ lệnh này và phán quyết rằng nó vi phạm các quyền cơ bản của con người. Thái Lan tiếp tục đối mặt với những ngày tai ương giữa sự lây lan của biến thể Delta, bất chấp những hạn chế mạnh mẽ được áp dụng ở tâm chấn Bangkok và 28 tỉnh thành khác. Quốc gia này đã hạn chế tụ tập dưới 5 người, đóng cửa toàn bộ nhà hàng, quán bar, công viên và hầu hết tất cả các cơ sở thương mại. Khoa dược của trường đại học và tổ chức nghiên cứu Thái Lan Medica Innova hiện đã phát triển thành công Favipiravir, một loại thuốc kháng virus dạng lỏng để điều trị bệnh nhân COVID-19 cho trẻ em và người trên 70 tuổi gặp khó khăn khi uống các loại thuốc viên nén. Thuốc này cũng sẽ được dùng miễn phí cho những người bị nhiễm COVID-19. Và tươi sáng hơn một chút so với tình hình dịch bệnh tại Thái Lan, bắt đầu từ ngày 9 tháng 8 thì Canada đã dỡ bỏ các hạn chế đi lại đối với công dân Mỹ đã được tiêm phòng đầy đủ. Quyết định này có nghĩa là công dân và thường trú nhân Mỹ đã tiêm chủng đầy đủ ít nhất 14 ngày thì sẽ được phép vào Canada để du lịch. Tuy nhiên, họ vẫn phải cần xét nghiệm âm tính với COVID-19 trong vòng 3 ngày sau khi đến và gửi thông tin chi tiết đến một ứng dụng do chính phủ Canada phát triển. Và nếu tình hình dịch tễ trong nước thuận lợi, Canada cũng có kế hoạch là mở cửa biên giới cho tất cả khách du lịch được tiêm chủng đầy đủ từ ngày 7 tháng 9. Như vậy thì những khách du lịch từ Mỹ hoặc là bất kỳ một quốc gia nào khác chưa được tiêm phòng đầy đủ sẽ không được phép vào Canada.
Ngay khi quyết định trên được ban hành thì hàng dài người đã đổ xô đến biên giới đường bộ giữa Mỹ và Canada để chờ nhập cảnh, đặc biệt là tại cửa khẩu Peace Arch ở Vancouver. Theo số liệu của Bộ Y tế Liên bang Canada, 69 người đã tử vong do COVID-19 trong khoảng thời gian từ ngày 2 đến ngày 9 tháng 8, nâng tổng số ca tử vong tại nước này lên 26.669 người. Tổng số ca nhiễm là 1.438.642 người. Hơn 23 triệu người Canada đã được tiêm phòng đầy đủ, chiếm hơn 50% dân số. Tiếp nối với thông tin về môi trường, thưa quý vị, nếu so với các nước thải lượng khí carbon ra không khí thì Trung Quốc lớn hơn rất là nhiều và vẫn đang gia tăng nhanh chóng. Các chuyên gia môi trường đều đồng ý rằng là nếu không cắt giảm một lượng lớn khí thải của Trung Quốc, thế giới sẽ không thể chiến thắng trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu được. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết là đất nước của ông sẽ đạt được mục tiêu phát thải đạt mức cao nhất trước năm 2030 và đạt được mức độ trung hòa carbon vào năm 2060. Tuy nhiên, ông chưa cho biết cụ thể Trung Quốc sẽ làm thế nào để đạt được mục tiêu cực kỳ tham vọng này. Lượng phát thải bình quân đầu người của Trung Quốc chỉ bằng một nửa so với Mỹ, nhưng với dân số khổng lồ 1,4 tỷ người và tốc độ tăng trưởng kinh tế bùng nổ đã đẩy nước này đi trước bất kỳ quốc gia nào khác về lượng phát thải tổng thể. Trung Quốc đã trở thành quốc gia phát thải carbon dioxide lớn nhất thế giới vào năm 2006 và hiện đang chịu trách nhiệm cho hơn 1/4 tổng lượng khí thải gây ra hiệu ứng nhà kính trên toàn thế giới. Theo nhiều chuyên gia, việc giảm lượng khí thải của Trung Quốc có thể đạt được nhưng sẽ đòi hỏi một sự thay đổi căn bản, đó chính là việc sử dụng than. Các nhà nghiên cứu của Đại học Thanh Hoa ở Bắc Kinh cho biết Trung Quốc sẽ cần phải ngừng hoàn toàn sử dụng than để sản xuất điện vào năm 2050 và thay thế bằng năng lượng tái tạo và hạt nhân. Tuy nhiên, trong khi đóng cửa các nhà máy nhiệt điện than cũ, Trung Quốc lại đang xây dựng các nhà máy mới tại hơn 60 địa điểm trên khắp đất nước và các nhà máy mới thường hoạt động trong 30 đến 40 năm. Ngoài ra, Trung Quốc còn tài trợ cho các nhà máy nhiệt điện than bên ngoài Trung Quốc thông qua sáng kiến Vành đai và Con đường. Nhưng ở chiều hướng tích cực, Trung Quốc đang dẫn đầu trong lĩnh vực sản xuất công nghệ xanh, chẳng hạn như tấm pin mặt trời và pin quy mô lớn. Số lượng điện gió của Trung Quốc cũng đã nhiều hơn gấp 3 lần so với bất kỳ quốc gia nào khác vào năm 2020. Trung Quốc đứng thứ 7 trên thế giới về tỷ lệ doanh số bán ô tô chạy bằng điện. Nhưng với quy mô khổng lồ, Trung Quốc sản xuất và mua nhiều ô tô điện hơn bất kỳ quốc gia nào khác. Trung Quốc cũng tăng diện tích đất được phủ bởi thảm thực vật xanh để hấp thụ carbon. Theo các chuyên gia, Trung Quốc có một số lợi thế lớn, đặc biệt là khả năng bám sát các chiến lược dài hạn và huy động các khoản đầu tư quy mô lớn. Vì nếu không thành công, thế giới sẽ rơi vào hiểm họa khôn lường từ những tác động của biến đổi khí hậu. Nhằm kịp thời điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19, Thành phố Hồ Chí Minh đã tức tốc lập xong một khu cấp cứu dã chiến chỉ trong vòng 8 giờ. Đó là phép màu của sự nỗ lực quyết tâm vì mục tiêu bảo vệ sức khỏe của người dân trước đại dịch. Ghi nhận ngay sau đây. Ghi nhanh mạng lưới trung tâm hồi sức tập trung điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng. Nhiều tỉnh thành phía Nam lên kế hoạch xây dựng vùng xanh sàng lọc F0 ra khỏi cộng đồng. Nước ta là một quốc gia đang phát triển, nông nghiệp vẫn giữ vai trò quan trọng trong nền kinh tế. Việc ứng dụng khoa học công nghệ và sản xuất nông nghiệp được coi là xu hướng tất yếu, giúp nền nông nghiệp phát triển vượt bậc, tạo ra nhiều cơ hội đầu tư trong mùa dịch. Câu chuyện từ tin sáng hôm nay. Nhận thấy sự vất vả của các y bác sĩ tuyến đầu khi phải gồng mình với dịch bệnh, lại phải chịu đau đớn, khó chịu khi phải đeo khẩu trang nhiều giờ liền. Hơn 5.000 chiếc tay giả đã được sáng tạo ra kịp thời gửi vào vùng dịch nhằm giảm đi những gánh nặng trên đôi tay người chiến sĩ áo trắng. Quý vị hãy giữ nhịp để cùng lan tỏa 30 giây chia sẻ những điều tử tế quý vị nhé. Đến với 30 giây trong nước, thưa quý vị, để đáp ứng được yêu cầu điều trị cho các ca COVID-19 nặng, hạn chế số ca nguy kịch và tử vong gia tăng, các bệnh viện dã chiến tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tăng cường nhiều biện pháp hỗ trợ cấp cứu tại chỗ. Mới đây thì bệnh viện dã chiến số 10 đã đưa vào hoạt động khu cấp cứu tại chỗ, được tận dụng từ hầm xe của tòa nhà và thiết kế chỉ trong vòng 8 giờ. Bệnh viện dã chiến số 10 tọa lạc tại thành phố Thủ Đức là cơ sở thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 ở tầng thứ 3 trong mô hình điều trị tháp 5 tầng của Thành phố Hồ Chí Minh. Nơi đây là bước đệm điều trị bệnh trước khi bệnh nhân chuyển nặng và đưa lên các tuyến cao hơn. Chỉ sau một thời gian ngắn đưa vào hoạt động, bệnh viện dã chiến số 10 đã quá tải, tận dụng hầm để xe của tòa nhà. Bệnh viện vừa thần tốc xây dựng khu cấp cứu dã chiến với 40 giường chỉ trong vòng 8 tiếng đồng hồ để cấp cứu kịp thời cho các bệnh nhân trở nặng. Với cái nhân lực hiện tại thì rất là nhiều khó khăn là mình thiết kế cái tất cả cái khu này trong vòng 8 tiếng đồng hồ để nhận bệnh. Đó là một cái sự thiết kế thần tốc luôn á, để có thể là nhanh chóng tiếp nhận bệnh nhân COVID từ các nơi trong thành phố gửi về.
khu cấp cứu với 30 giường được trang bị oxy, 10 giường được trang bị đầy đủ monitor, hệ thống thở, máy thở và bình oxy cho những bệnh nhân nặng. Khu cấp cứu đi vào hoạt động đã hỗ trợ tích cực cho công tác điều trị của Bệnh viện Dã chiến số 10, xử lý kịp thời các tình huống khó khăn, giúp nhiều người bệnh thuyên giảm hồi phục sức khỏe. Vô đây bác sĩ thấy thương lắm, người nào cũng lo cho bệnh nhân hết á. Mà bác sĩ nào cũng tận tâm tận lực giống như người nhà vậy đó. Cô nói không biết chừng nào mà cô trả cái ơn này cho hết nữa. Bệnh viện Dã chiến số 10 quy mô 3.000 giường, ngoài lực lượng y bác sĩ của thành phố Hồ Chí Minh, còn có sự chi viện của các đoàn nhân viên y tế đến từ tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Bắc Giang. Thưa quý vị, theo nhận định của Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 thành phố Hồ Chí Minh, các ca F0 nặng có nguy cơ tử vong đang là một thách thức lớn của thành phố hiện nay. Trong khi đó, thực tế hệ thống y tế của thành phố Hồ Chí Minh đang quá tải do hạn chế cơ sở vật chất, đội ngũ và thiết bị. Vì vậy mà Bộ Y tế đã quyết định thành lập 4 trung tâm điều trị bệnh nhân nặng, tạo thành một mạng lưới hồi sức với mục tiêu lớn nhất là giảm số ca tử vong ở người mắc COVID-19, ghi nhận tại trung tâm hồi sức tập trung trong những ngày đầu hoạt động. Trung tâm hồi sức tích cực được đặt tại Bệnh viện Quốc tế CD Thành phố Hồ Chí Minh vừa mới đi vào hoạt động. Chỉ trong vòng 36 giờ, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh đã gấp rút triển khai 250 giường với đầy đủ trang thiết bị, máy thở, bình oxy, máy lọc máu để khẩn cấp điều trị cho bệnh nhân F0. Với cái động lực là có quá nhiều những bệnh nhân nặng đang nằm chờ, đang cần những cái nơi điều trị và chúng tôi thấy rằng trách nhiệm của mình phải thực hiện làm sao nhanh nhất với trên cái tinh thần là nhận bệnh sớm nhất nhưng phải rất thật là an toàn. Còn tại Bệnh viện Dã chiến số 16 ở quận 7, lực lượng công nhân đang tập trung hoàn thiện các phòng bệnh cho trung tâm hồi sức tích cực có quy mô 500 giường bệnh do Bệnh viện Bạch Mai phụ trách. Lực lượng y bác sĩ cũng đã từng bước bắt đầu vận hành trung tâm này. Cùng lúc, hai trung tâm hồi sức khác do Bệnh viện Việt Đức và Bệnh viện Trung ương Huế phụ trách cùng đồng loạt hình thành và chuẩn bị đi vào hoạt động với tổng công suất 1.000 giường. Để chuẩn bị cho các trung tâm hồi sức, những ngày qua hàng tấn trang thiết bị và tư y tế cũng khẩn cấp đưa vào Thành phố Hồ Chí Minh để thiết lập. Với áp lực bệnh nhân nặng, Bộ Y tế yêu cầu các trung tâm hồi sức tích cực hoạt động theo phương thức cuốn chiếu, tức là thiết lập tới đâu sẽ đưa vào sử dụng tới đó. Hiện các y bác sĩ phụ trách vận hành các trung tâm hồi sức đang lên đường chi viện, tất cả vì mục tiêu cứu chữa người bệnh, chiến thắng đại dịch. Thưa quý vị, nhằm sớm đưa người dân trở lại với cuộc sống bình thường, các tỉnh khu vực Nam Sông Hậu đang tập trung sàng lọc các ca nhiễm, phân tầng điều trị để biến nơi đây thành vùng xanh thực sự. Điển hình như tại Bạc Liêu, Ủy ban Nhân dân tỉnh này cho biết là địa phương đang nỗ lực hết sức để đưa hết F0 ra khỏi cộng đồng, không để lây nhiễm. Người đến địa phương sẽ được kiểm soát chặt để đảm bảo an toàn cho nơi đây. Tương tự tại An Giang, Ủy ban Nhân dân tỉnh cho biết rằng đã chỉ đạo ngành y tế xét nghiệm nCoV trong cộng đồng bằng cách chọn đại diện từng hộ dân để kiểm tra theo hình thức mẫu gộp. Nơi nào không có ca mắc thì sẽ được tỉnh đưa vào danh sách vùng xanh. Nơi nào có F0, An Giang tiếp tục phân loại để điều trị theo tháp 3 tầng. Tại Sóc Trăng, tình hình dịch bệnh tại đây đang diễn biến khó lường nên tỉnh sẽ tận dụng những ngày giãn cách còn lại để thực hiện quyết liệt sớm khống chế các ổ dịch. Cùng với đó thì Sóc Trăng cũng đang tập trung bóc tách F0. Khi đến thời điểm an toàn, tỉnh sẽ cho xe lên đón bà con tại Thành phố Hồ Chí Minh có mong muốn về quê. Thưa quý vị, trong quá trình tổ chức tiêm chủng trong thời gian qua, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận nhiều trường hợp phải trì hoãn tiêm do chưa đảm bảo đủ điều kiện về sức khỏe tại thời điểm tiêm hoặc có trường hợp cần phải được chuyển vào bệnh viện nhưng đa phần chưa được hướng dẫn các bước tiếp theo là họ cần phải làm gì. Và trước tình hình này thì Sở Y tế cũng đã có văn bản hướng dẫn về việc tiêm vaccine cho những người thuộc nhóm trì hoãn hoặc là nhóm thận trọng khi tiêm chủng. Theo đó thì các cơ sở y tế cần phải khám sàng lọc, xác định đúng nhóm đối tượng, người dân nào phải chuyển điểm tiêm, cần được giải thích rõ nguyên nhân. Đối với những lý do trì hoãn ngắn ngày, cần được hướng dẫn thời điểm có thể trở lại điểm tiêm nếu tình trạng sức khỏe ổn định. Đối với những người thuộc nhóm cẩn thận, ngành y tế đã có quy định họ được tiêm tại tất cả các điểm cố định và lưu động, không bắt buộc tiêm tại bệnh viện như trước đây. Vì thế, các đơn vị cần đánh giá kỹ tình trạng sức khỏe của người đến tiêm, xử trí chuyên môn để tạo điều kiện cho người dân được tiêm ngay tại chỗ. Đối với trường hợp buộc phải chuyển đến bệnh viện, sẽ được cấp một phiếu sàng lọc trước tiêm chủng, ghi rõ tên bệnh viện chuyển đến và lý do để làm căn cứ cho người dân đến tiêm tại bệnh viện. Tiếp tục với những thông tin về vaccine, thưa quý vị, vừa qua lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã vừa ký văn bản gửi Bộ Y tế về việc làm rõ một số vấn đề liên quan đến vaccine COVID-19 của Sinopharm. Theo đó, thì lô vaccine gồm 5 triệu liều này được một tập đoàn tặng cho thành phố để tiêm cho người dân. Trên tinh thần, Thành phố Hồ Chí Minh luôn cùng với cả nước chia sẻ trong công cuộc phòng chống dịch. Thành phố đã đề nghị Bộ Y tế được san sẻ số vaccine này với một số tỉnh thành có nhu cầu bằng hình thức phù hợp để phục vụ nhân dân kịp thời.
Bên cạnh đó, thành phố thông tin thêm lượng vaccine trên được nhà tài trợ hỗ trợ đàm phán giá và tài trợ toàn bộ kinh phí liên quan. Ngoài ra, Sở Y tế chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch phân bổ vaccine cho các điểm tiêm và tổ chức tiêm chủng cho người dân trên địa bàn, đảm bảo tiếp nhận, bảo quản và sử dụng để tiêm miễn phí cho người dân theo đúng quy định hướng dẫn của Bộ Y tế. Trong khi nhiều lao động tự do chưa kịp gượng dậy từ 3 đợt dịch trước, thì làn sóng dịch thứ 4 này đã khiến cho cuộc sống của họ thêm muôn vàn khó khăn và rất là nhiều người đã lâm vào cảnh thất nghiệp, phải lăn lộn với nghề mới để mưu sinh. Và thấu hiểu được nỗi vất vả của người dân, đặc biệt là người lao động tự do trong lúc này, Thành phố Hồ Chí Minh đang hết sức đẩy nhanh gói hỗ trợ lần 2 để kịp thời đến tay người dân. Tổng số lao động tự do sẽ được hỗ trợ lần 2 là 365.000 người. Việc hỗ trợ này sẽ được hoàn thành trước ngày 15 tháng 8. Đối với 52.600 hộ nghèo, 38.000 hộ cận nghèo và khoảng 170.000 hộ lao động có hoàn cảnh khó khăn đang sinh sống trong các khu nhà trọ, khu lưu trú, công nhân, khu lao động nghèo, khu vực phong tỏa, các quận huyện dự kiến sẽ hỗ trợ xong trong vòng vài ngày tới. Tính đến ngày 9 tháng 8 vừa qua, thành phố đã chi hỗ trợ cho gần 19.400 lao động tự do gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch với số tiền gần 28 tỷ đồng. Thưa quý vị, trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, việc đảm bảo sản xuất và cung ứng thực phẩm là vấn đề được thành phố hết sức quan tâm và tạo điều kiện. Trong đó, đầu tư nông nghiệp công nghệ cao được xem là giải pháp vừa phù hợp với xu thế phát triển nông nghiệp hiện nay, vừa đảm bảo cho mục tiêu cung ứng trong mùa dịch. Và một trong những lợi thế từ nông nghiệp công nghệ cao đó chính là tiêu hao lao động ít nhưng mà năng suất cao, đồng thời cũng có sản phẩm từ nông nghiệp công nghệ cao rất được ưa chuộng và đảm bảo được chất lượng về an toàn vệ sinh thực phẩm. Thời điểm COVID-19 đang phức tạp như hiện nay, khi nguồn cung hàng hóa phụ thuộc rất lớn vào các vùng sản xuất chuyên canh, cũng là lúc để các sản phẩm này tiếp cận người tiêu dùng một cách rộng rãi hơn. Đây cũng là lý do mà gần đây nhiều đơn vị, doanh nghiệp muốn nghiên cứu đầu tư vào thị trường này. Thực sự thì ngành nông nghiệp công nghệ cao là một ngành, đó chính là một ngành của tương lai, vì sức khỏe của con người là quan trọng nhất. Thì rau và thức ăn cũng là thứ mà những con người cần phải chú ý đến. Thì nông nghiệp công nghệ cao thì sẽ đáp ứng được những cái nhu cầu của khách hàng là rau sạch, rau đảm bảo chất lượng. Tuy nhiên cũng phải nói, muốn đầu tư nông nghiệp công nghệ cao tại Đà Nẵng đòi hỏi phải nỗ lực rất nhiều. Mặc dù thị trường tiêu thụ rất tiềm năng, nhưng bù lại, điều kiện để sản xuất tại đây không quá ưu đãi, nhất là những ảnh hưởng từ khí hậu. Thời tiết ngày càng cực đoan, để khắc phục những điều này, nhiều công nghệ đã được ngành nông nghiệp Đà Nẵng ứng dụng rộng rãi như tưới tự động, phun sương, hệ thống làm mát đa năng, rau thủy canh theo kỹ thuật Hà Lan. Những công nghệ này được chuyển giao trực tiếp tới các doanh nghiệp và các đơn vị sản xuất trên địa bàn. Hiện tại, nông nghiệp công nghệ cao đang là xu hướng phát triển rất là mạnh. Đối với thời tiết Đà Nẵng của mình thì nó rất là khắc nghiệt, cho nên khi mà chúng ta đầu tư công nghệ cao về nông nghiệp như thế này thì phải đầu tư rất là bài bản. Thí dụ như thời tiết rất là nắng nóng, đảm bảo chúng ta phải đầu tư hệ thống làm sao để làm mát về môi trường nước, môi trường không khí để cho rau có thể sinh trưởng và phát triển tốt. Dịch COVID-19 có khả năng còn diễn biến phức tạp, vì vậy việc đảm bảo an ninh lương thực về lâu dài rất cần thiết. Cùng với nhu cầu tiêu thụ nông sản sạch rất lớn tại Đà Nẵng, thì đây là cơ hội cho các đơn vị, doanh nghiệp nông nghiệp. Tuy nhiên, muốn tiếp cận bền vững vào thị trường nông nghiệp Đà Nẵng, các doanh nghiệp cũng cần phải mạnh dạn rót vốn để thúc đẩy chuyển đổi công nghệ sản xuất cho phù hợp. Quý vị và các bạn thân mến, chứng kiến cường độ làm việc liên tục của lực lượng y tế tuyến đầu phòng chống dịch phải đeo khẩu trang không rời, thì một nhóm bạn trẻ mới đây đã tự làm hơn 5.000 chiếc tay giả để gửi tặng cho các y bác sĩ tại thành phố Hồ Chí Minh. Cũng giống như là hàng loạt các sáng kiến độc đáo ra đời trong mùa dịch này, những chiếc tay giả giúp giảm bớt đi cọ xát vào da là một sáng kiến rất lạ và rất thiết thực, cần được nhân rộng để chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua muôn vàn những khó khăn, thử thách. Sau đây là Lan Tỏa 30 giây. Những chiếc tai giả có gắn ngôi sao mỉm cười, đó chính là tấm lòng của chị Nguyễn Hương Trà và đồng nghiệp muốn gửi tới lực lượng nơi tuyến đầu miền Nam chống dịch. Sáng kiến làm tai giả cũng xuất phát từ việc các y bác sĩ phải đeo khẩu trang sẽ giảm bớt sự cọ xát vào da tai, tránh lở loét.
Vô tình mình lướt Facebook thấy một bạn ở trong Hồ Chí Minh đang tìm các cái cúc để mà làm cái tay giả này bằng cái móc bằng len ấy. Thì mình nghĩ là nếu mà việc móc thủ công một cái móc đeo khẩu trang này bằng len thì rất là lâu, mất rất nhiều thời gian. Trong khi đấy xưởng mình thì là vì chuyên làm các cái sản phẩm bằng vải, nên nếu mà làm cái móc khẩu trang này sẽ nhanh hơn, vì bọn mình có sẵn nguyên liệu và bọn mình có cả các công cụ về máy hỗ trợ. Những chiếc tay in nền đỏ sao vàng như lá cờ tổ quốc để tiếp thêm sức mạnh cho các y bác sĩ. Nhóm cũng lựa chọn chất liệu bền bỉ, mềm mại để giúp các y bác sĩ trải qua ngày dài đeo khẩu trang không đau mỏi. Hiện tại thì bọn mình đã làm được hơn 3.000 chiếc và thực ra thì số lượng đăng ký bây giờ đã lên đến khoảng gần 6.000 cái. Thì nếu mà làm cái tay giả này, nếu mà để mà một người làm ấy thì sẽ mất thời gian, nên là bọn mình sẽ huy động tất cả các cái nhân lực của xưởng để vào làm. Khi mà nhận được cái tay giả này thì các bác sĩ đang vất vả để chiến đấu với dịch thì nhìn thấy nó sẽ mỉm cười. Và nó cũng có ý nghĩa là chúng tôi những người Việt Nam sẽ luôn luôn ở bên các bạn. Hiện tại chiếc tay giả cờ đỏ sao vàng đã đến nhiều địa điểm như Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức, Bệnh viện Chợ Rẫy, Đội Y tế thành phố Thủ Đức, các bệnh viện Long An, Bệnh viện Đa khoa khu vực huyện Cần Giuộc, Long An. Nhóm dự định sẽ tiếp tục sản xuất và gửi tặng tới, mong muốn tiếp thêm sức mạnh cho các y bác sĩ đang miệt mài ngày đêm chống dịch. Chạm tay vào di sản của Tinh Sáng ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với đất nước Trung Quốc. Yeah. Thưa quý vị, nghệ thuật của Trung Hoa thì vô cùng phong phú và được thể hiện với nhiều hình thức khác nhau như hội họa, điện ảnh, âm nhạc hay là nhạc kịch. Độc đáo trong số những loại hình nghệ thuật ấy, chúng ta có thể nhắc đến chính là nghệ thuật biến diện hay còn được gọi là kịch đổi mặt. Đây được xem là một bộ môn nghệ thuật kinh điển của Trung Hoa. Dạ, chính xác là như vậy đấy chị Tú Trinh ạ. Ngay ở cái tên thôi thì chúng ta cũng đã thấy được cái sự độc đáo của bộ môn này rồi. Xuyên suốt trong một cái vở kịch biểu diễn á, thì người xem sẽ bị mê hoặc bởi những vũ đạo uyển chuyển trên nền nhạc hùng tráng nè, đôi khi là xen lẫn chút hài hước, và đặc biệt là những màn trầm trồ không thể nào bỏ lỡ với những pha đổi mặt bất ngờ trong tích tắc thôi. Mời quý vị sẽ cùng đến với những trải nghiệm thị giác mỹ mãn nhất cùng với chuyên mục Chạm tay vào di sản ngay sau đây. Nghệ thuật biến diện có nguồn gốc từ tỉnh Tây Nam Tứ Xuyên, thường được biểu diễn trên sân khấu nhạc kịch, và kỹ thuật của loại hình này tập trung vào hết ở đôi bàn tay linh hoạt, khéo léo của người trình diễn. Đây là loại nghệ thuật mà trong đó các diễn viên sẽ chuyển từ một mặt nạ này sang một mặt nạ khác và để lộ ra khuôn mặt mới ngay trong chớp mắt để trình diễn trước toàn thể khán giả. Trong đó có người có khả năng đổi 20 mặt nạ trong vòng 6 đến 7 phút. Những chiếc mặt nạ lụa này mô tả các biểu cảm khác nhau với chi tiết trang trí công phu, thể hiện sự dao động và sự kịch tính bộc lộ cảm xúc bên trong của nhân vật. Chỉ với một cú xoay người hay bằng một thao tác nhanh tay, chiếc mặt nạ sẽ được biến đổi trong tích tắc. Với tốc độ thay đổi thoăn thoắt này đã khiến cho rất nhiều người hoang mang trước bí ẩn về kỹ thuật của biến diện. Một độc đáo trong mỗi vở kịch của biến diện thường không có quá nhiều lời thoại mà chủ yếu dùng hình tượng để truyền tải thông điệp đến mọi người. Xen lẫn trong các tiết mục đổi mặt là những vở hài kịch ngắn kết hợp với xiếc, vũ đạo, võ thuật, tạp kỹ, tiếu lâm khôi hài nhằm góp phần tăng thêm sự phong phú và tạo hứng thú cho người xem. Sự độc đáo và bí ẩn lồng ghép vào nhau đã giúp cho nghệ thuật biến diện được Bộ Văn hóa Trung Quốc xếp vào danh sách bí mật quốc gia vì tính độc đáo có 102 trên thế giới. Mãi đến nay, số lượng nghệ sĩ tham gia biểu diễn loại hình nghệ thuật này dẫu không còn nhiều, nhưng đi đến đâu họ cũng được đón chào nồng nhiệt. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với biên tập viên Xuân Ngọc để cùng nghe bạn ấy những thông tin chi tiết về thời tiết ngày hôm nay quý vị nha. Xin chào quý vị khán giả, chào anh Quang Huy và chị Tú Trinh. Quay trở lại với phần dự báo chi tiết, Xuân Ngọc xin được cập nhật thông tin cụ thể ở từng khu vực đến quý vị như sau. Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, tại khu vực Trung Bộ là do tình trạng nắng nóng sẽ còn kéo dài đến ngày 14 tháng 8, do ảnh hưởng của rìa nam rãnh áp thấp có trục 23-25 độ vĩ Bắc kết hợp với gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn, nên ngay trong hôm nay, khu vực từ Nghệ An đến Phú Yên tiếp tục sẽ có nắng nóng gay gắt với nền nhiệt 35-38 độ, có nơi trên 39 độ. Trong khi đó thì vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.
Trong đợt mưa này ở Bắc Bộ thì riêng Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu cục bộ trên 200mm một đợt. Thời gian mưa lớn tập trung vào sáng và đêm. Đồng bằng Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Người dân cần đề phòng cảnh giác trước các dấu hiệu xuất hiện lũ quét để có cái giải pháp ứng phó kịp thời. Đối với lại thành phố Hồ Chí Minh ngày hôm nay thì Xuân Ngọc cảm nhận được là trời cũng khá là mát mẻ. Tuy nhiên là quý vị cũng lưu ý các khung giờ từ 15-16 giờ về tối và đêm có khả năng một vài khu vực sẽ có mưa dông. Với diễn biến thời tiết ở các vùng miền không giống nhau và thay đổi thất thường như vậy thì quý vị hãy chú ý là chúng ta thường xuyên cập nhật các cái thông tin về thời tiết trên các phương tiện truyền thông để mà điều chỉnh hướng đi lại hợp lý. Tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin thời tiết đáng chú ý ở những bản tin sáng tiếp theo. Mời quý vị đón xem. Tôi Xuân Ngọc FBNC đang cập nhật thời tiết cho tin sáng 30 giây. Xin cảm ơn Xuân Ngọc với những thông tin về thời tiết vừa rồi và hy vọng rằng là với những cái chuyển biến mà Xuân Ngọc vừa chia sẻ về thời tiết đó chính là mưa bão cũng như là áp thấp trên Biển Đông thì quý vị cũng nên hết sức lưu ý để có thể trang bị cho mình tốt nhất khi mà chúng ta có di chuyển đi đâu quý vị nhé. Và chúng tôi cũng xin chúc quý vị rất nhiều sức khỏe cũng như là những ngày bình an trong giai đoạn này quý vị nhé. Và tin sáng 30 giây sẽ quay trở lại với quý vị vào lúc 6 giờ 30 phút sáng ngày mai trên các nền tảng của kênh FBNC. Chào tạm biệt quý vị.